kinh tế phát triển, nhu cầu chỗ ở tại thành phố lớn tăng cao. Nhiều loại hình nhà ở ra đời, trong đó có căn hộ chung cư mini. Pháp luật đã có quy định về loại hình nhà ở này. Thế nhưng, liệu người dân đã nắm rõ các căn cứ pháp lý liên quan đến căn hộ chung cư mini? Thưa quý vị và các bạn, các căn hộ chung cư có diện tích nhỏ do các cá nhân xây dựng mà chúng ta vẫn thường gọi là chung cư mini được ra đời với mong muốn là giúp cho người dân có thể có cơ hội sở hữu một căn hộ với mức chi trả thấp. Và đã có rất nhiều quy định về loại hình căn hộ này, tương đối đầy đủ và chi tiết với nhiều văn bản pháp lý. Tuy nhiên, việc sinh sống và sở hữu các chung cư mini thì vẫn còn rất nhiều những vấn đề mà chúng ta gặp trong thực tiễn. Ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng bàn luận nhiều hơn câu chuyện ấy với vị khách mời của chương trình Pháp luật và Cuộc sống. Xin được giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm khoa Pháp luật Kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và xin mời ông có thể chia sẻ với quý vị khán giả những đặc điểm mà chúng ta thường thấy nhất ở các căn hộ mà chúng ta gọi là chung cư mini ạ. Căn hộ chung cư mini, đây là cách gọi mà trong đời sống hàng ngày người dân hay gọi, dùng để chỉ một cái phân khúc của thị trường bất động sản tương đối là phổ biến, đặc biệt là ở các cái đô thị lớn như là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái nghị định 71 ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2010 hướng dẫn chi tiết và quy định luật nhà ở năm 2005 thì cũng đã đề cập về cái đặc điểm chung cư mini. Thì trong cái quyết định số 27 ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành về vấn đề đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có xác định chung cư mini với những đặc điểm như sau. Cái thứ nhất là chung cư mini là nhà được xây dựng ở đô thị và do hộ gia đình cá nhân xây dựng. Nó khác với các cái chung cư trong các cái dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội là nó do các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn mà có cái chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản và có tiềm lực tài chính lớn người ta xây dựng. Cái đặc điểm thứ hai, chung cư mini nó phải có ít nhất là từ 2 tầng trở lên và mỗi một tầng thì phải có ít nhất là 2 căn hộ khép kín và có diện tích sàn tối thiểu là 30 mét vuông trở lên và nó cũng đáp ứng các cái quy định về căn hộ chung cư quy định tại khoản 2 điều 46 luật nhà ở năm 2014. Đó là nó phải có cái phần diện tích sở hữu riêng và sở hữu chung cho căn hộ. Sở hữu riêng tức là cái diện tích bên trong của căn hộ tính từ cái tim tường và các cái trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt của cái người ở trong cái căn hộ chung cư mini và những cái phần mà theo quy định được xác định nó là phần sở hữu riêng. Và phần sở hữu chung của căn hộ ấy, thì nó là của chung tất cả những người dân ở trong cái chung cư mini. Có cái thang máy, rồi là hệ thống chứa đổ rác, rồi là hệ thống dẫn nước, dẫn điện v.v. Và cái hệ thống kết cấu hạ tầng để nó kết nối với căn hộ chung cư. Vâng, cũng có nhiều người rất là băn khoăn sau khi sở hữu được một căn hộ chung cư mini với diện tích nhỏ như vậy thì làm thế nào để căn hộ ấy thực sự là thuộc quyền sở hữu của mình bằng một cái quyển sổ như chúng ta vẫn gọi nôm na là quyển sổ hồng. Thực ra sổ hồng là cái cách mà chúng ta nói tắt, bởi vì theo luật xây dựng ấy, thì anh xây dựng nhà và các công trình xây dựng thì anh được cấp cái quyền sở hữu nhà và công trình xây dựng trên đất. Và cái mẫu giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và công trình xây dựng trên đất ấy, đối với các nhà chung cư ấy, là theo mẫu do Bộ Xây dựng phát hành và nó là màu hồng, cho nên người ta gọi là sổ hồng. Theo quy định của pháp luật ấy, để được cấp cái sổ hồng ấy, thì nó phải thỏa mãn các cái điều kiện từ hai phía. Phía thứ nhất là phía chủ đầu tư, tức là hộ gia đình cá nhân xây cái căn hộ chung cư mini, tức là bên ta gọi nôm na tức là bên bán cái căn hộ chung cư mini, thì pháp luật quy định là thứ nhất là họ phải
có giấy phép xây dựng. Đấy là cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là họ phải xây dựng đúng số tầng cũng như là cái hệ số sử dụng đất. Cái điều kiện thứ ba là anh phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính và anh có cái giấy chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp theo nữa là anh phải có cái bản vẽ quy hoạch 1/500 và anh đáp ứng được các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng nhà. Đối với những cái nơi mà có cái quy hoạch về đô thị phê duyệt thì anh phải đáp ứng cái quy hoạch đô thị phê duyệt. Pháp luật cũng quy định là đối với các chung cư mini mà tổng diện tích sàn từ 1.000 m2 trở lên và cao từ 6 tầng trở lên thì anh còn phải có cái giấy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận về cái chịu tải của cái công trình ấy. Rồi là anh phải có cái giấy phép xác định là cái an toàn về phòng chống cháy nổ. Thế còn đối với người mà mua, tức là sau khi mua xong và anh muốn cấp cái sổ hồng đấy thì anh cũng phải đáp ứng một số các điều kiện. Thứ nhất là anh phải có cái đơn xin cấp cái sổ hồng. Thứ hai là anh phải chứng minh các cái sổ hộ khẩu, chứng minh thư. Cái thứ ba nữa là anh phải có cái hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mini. Cái thứ tư nữa là các cái bản photo về nộp lệ phí để sang tên căn hộ chung cư mini và một số các cái giấy tờ hóa đơn để chứng minh là anh đã thực hiện đầy đủ các cái nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Vâng, như vậy là theo quy định của pháp luật thì chúng ta có những cái điều rất là rõ từ cả hai phía để có thể nhận được sổ hồng dành cho căn hộ, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, quy định thì rất rõ ràng như vậy, thế nhưng trên thực tế thì vẫn có rất nhiều người dân sau khi đã bỏ một số tiền ra để sở hữu căn hộ chung cư mini nhưng lại vẫn không có được một quyển sổ hồng trên tay. Vậy đâu là nguyên nhân của vấn đề này? Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của các phóng viên. Nằm trong ngõ 119, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm là khu nhà chung cư mini với 18 hộ gia đình sinh sống. Đã nhiều năm nay, thỉnh thoảng trong khu nhà lại có một buổi họp giữa các hộ gia đình và chủ đề bàn thảo trong cuộc họp là bao giờ các hộ gia đình ở đây sẽ được cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ chung cư mini hay gọi nôm na là sổ hồng. Chủ đầu tư có hứa rằng là sau 2 năm thì sẽ là làm sang tên sổ đỏ cho bọn em và trong hợp đồng cũng thể hiện cái điều đó. Và tính cho đến thời điểm này, tại thời em mua thì đã qua 5 năm rồi và em chưa nhận được cái sổ đỏ đấy. Và thật sự là cảm thấy rất là bức xúc. Bỏ ra số tiền từ 700 đến 1 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ như thế này, nhưng đa số các hộ gia đình trong khu chung cư mini đều không nắm rõ cụ thể căn hộ của mình có thuộc diện được cấp giấy tờ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật hay không. Tất cả căn cứ để họ bỏ một khoản tiền lớn ra mua bán chỉ là niềm tin do chỗ quen biết giới thiệu. Tại cái thời điểm mà khi mua ấy thì là nói thật là cái thời điểm đấy rất là sốt đất, và cùng lúc đấy thì cái hình thức chung cư mini ấy thì mới nổi lên thì thấy rằng so với cái mặt bằng chung thì giá tiền nó cũng thấp hơn một chút, phù hợp với cả cái thu nhập của em, cho nên là cái việc tìm hiểu thì thực sự là dựa trên cái niềm tin của cái người quen mà giới thiệu và cái người quen để bọn em mua cái chung cư này. Không rõ vì nguyên nhân gì mà đến nay chủ đầu tư khu chung cư không làm được giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho các hộ dân tại khu chung cư này. Nhưng những hệ lụy mà những người dân sống ở khu chung cư này gặp phải khi không có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì đã thấy rõ. Chi phí điện nước tăng lên do không được làm công tơ riêng cho từng hộ gia đình, không có ban quản lý tòa nhà để giải quyết các vấn đề liên quan đến thang máy, vệ sinh, sửa chữa khi tòa nhà xuống cấp, vân vân. Cái này thì cũng ảnh hưởng. Thứ nhất bây giờ vấn đề về sở hữu chung điện nước rồi là bây giờ là cũng coi như là đứng tên của một hộ cá nhân khác chứ không phải là của cái tòa nhà này. Thế thành thử ra là bây giờ vấn đề về điện nước rồi đi lại các chi phí khác thì cũng ảnh hưởng đến đời sống của những người ở đây, bản thân tôi cũng thế. Bên cạnh đó còn là những thiệt thòi về quyền lợi công dân khi không được đăng ký hộ khẩu tại nơi mình đang sinh sống. Cái việc này nó dẫn đến những cái vấn đề rất là nghiêm trọng mà để cho chúng tôi ảnh hưởng đến cái cuộc chất lượng cuộc sống của chúng tôi rất nhiều. Thứ
thứ nhất đó là về cái việc là tôi có một cháu, nhưng năm nay là cháu sinh năm 2012, đến sang tới là cháu sẽ đi học, mà hiện tại gia đình tôi hộ khẩu vẫn quê và không thể chuyển được hộ khẩu ở đây. Và khi mà đi gặp các cái cán bộ để đăng ký những cái tạm trú tạm vắng dài hạn thì chúng tôi không hề có hộ khẩu hay là địa chỉ để chứng minh rằng là tôi có căn hộ ở đây nha, rất là khó khăn. Những xung quanh ở đây thì họ vẫn coi như là cái căn hộ chung cư này ấy là một cái gì đó thuê, và em gần như là chỉ là những người thuê không hợp pháp. Câu chuyện của những hộ dân trong khu chung cư mini này cho thấy nghiên cứu kỹ về các quy định của luật pháp trước khi bỏ tiền ra mua nhà là một việc làm cần thiết. Vâng, thưa ông, như vậy là chúng ta đã nhìn được một cái trường hợp rất là cụ thể. Vấn đề là không có được cái giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ đối với người dân. Ngoài cái phóng sự vừa rồi mà chúng tôi ghi nhận thì có những vấn đề nào nữa không mà người mua hay mắc phải về các vấn đề pháp lý? Mặc dù pháp luật quy định rất rõ. Vâng. Nhưng mà trên thực tế thì cái giao dịch về căn hộ chung cư mini ấy, thì nhiều khi nó lại không tuân thủ đúng các cái quy định của pháp luật. Tôi lấy ví dụ như là về cái chủ đầu tư, tức là hộ gia đình cá nhân mà đầu tư xây dựng chung cư mini để bán ấy, thì có nhiều trường hợp là một là người ta không xin giấy phép xây dựng, hai là người ta xây dựng vượt quá cái số tầng mà trong giấy phép xây dựng người ta quy định, với lý do là muốn có cái lợi nhuận nó cao, hoặc là người ta không xin giấy phép xây dựng với mục đích là để trốn tránh thuế. Căn hộ chung cư mini này do cái hộ gia đình cá nhân đứng ra xây dựng, và thường là hộ gia đình cá nhân thì nó không phải là các tổ chức xây dựng chuyên nghiệp, và cái năng lực tài chính của họ là thường là hạn chế. Do đó cho nên là có khi có nhiều trường hợp là họ xây xong căn chung cư mini nhưng mà nó vẫn còn thiếu một số các cái điều kiện, các cái sở hữu chung, ví dụ như là nó không đồng bộ về thang máy, rồi là đặc biệt là về các cái điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy cũng như là về cái điều kiện về thoát hiểm, thông gió, rồi hộp kỹ thuật vân vân. Thế thì trong cái trường hợp như vậy thì cái người mua căn hộ chung cư mini ấy, nếu như anh không am hiểu pháp luật mà anh mua ấy, thì anh rất khó để được cấp sổ hồng. Lý do là bởi vì sao? Bởi vì là cái căn hộ chung cư mini đấy là nó đã không đáp ứng được các cái điều kiện do pháp luật quy định. Thậm chí cũng không loại trừ trường hợp là cả người bán, người mua căn hộ chung cư mini là người ta làm các cái hợp đồng, nhưng mà ta hay gọi là dưới hình thức là viết tay, không qua công chứng, với mục đích là để trốn tránh thuế. Cũng có rất nhiều những cái ý kiến từ phía người dân là họ gặp khó khăn trong vấn đề nhận được một quyển sổ hồng sau khi đã bỏ tiền ra để mua căn hộ, và gặp rất nhiều những cái vướng mắc như là không có được hộ khẩu, rồi con cái không đi học được, rồi tiền điện tiền nước với giá cao, rất nhiều những khó khăn mà họ gặp phải. Tuy nhiên ở một vế ngược lại thì những câu chuyện đó cũng đã mang lại những hệ lụy dành cho những cấp quản lý, cho chính quyền. Ý kiến đó là gì? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Cùng với sự phát triển của xã hội, các căn hộ có diện tích nhỏ do tư nhân xây dựng đã ra đời, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở tại các thành phố lớn. Thế nhưng, khi không được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật thì chắc chắn sẽ có nhiều hệ lụy. Không chỉ người mua phải chịu thiệt thòi khi sinh sống tại những căn hộ không được pháp luật thừa nhận quyền sở hữu, mà những người dân cùng sinh sống trong cộng đồng dân cư cũng là những người gặp không ít rắc rối có liên quan, như ô nhiễm môi trường, dân cư đông dẫn đến tắc đường, điện nước yếu do quá tải người sử dụng. Tạo ra một cái áp lực đối với chính quyền ở đây, là áp lực ở đây là luôn luôn phải gồng mình lên trong cái giao thông nội đô bây giờ đã rất khó, nhưng mà lại nữa là trong các cái ngõ ngách lại càng khó hơn, cái hiểm họa nguy hiểm nhất cho các cư dân sống đó, mà cũng là cái nỗi bức xúc của chính quyền ấy, là không thể kiểm soát được cái hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ của người ta, hệ thống an toàn về điện và vệ sinh môi trường của khu vực cũng ảnh hưởng rất là nhiều, chúng tôi không quản lý được những cái việc đó. Đồng thời,
chính quyền địa phương cũng gặp không ít khó khăn trong việc quản lý, giám sát nhân khẩu. Thực tế ra thì khi mà cái ông mà đã ông đã kinh doanh theo kiểu đó thì khi ông xây nhà xong, ông bán xong rồi ông đi mất rồi. Thì còn lại là bao nhiêu người dân đến đấy mua mà ở với cái tình trạng là bất hợp pháp. Tôi nói về giấy tờ là gần như là chưa được hợp thức hóa. Như vậy thì cái việc quản lý nhân hộ khẩu ở đó là cũng gần như là không được kiểm soát. Nhìn ở góc độ rộng hơn, việc xây dựng những căn hộ chung cư mini do tư nhân tự bỏ tiền đầu tư xây dựng mang tính tự phát và do đó sẽ là nguyên nhân căn bản gây ra sức ép không nhỏ đến cơ sở hạ tầng, phá vỡ quy hoạch tại các đô thị. Đây là một cái vấn đề lớn trong việc phát triển đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi tiếp theo có thể như là Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, vân vân. Điện sẽ không đủ cấp, mà nước cũng sẽ không đủ cấp, đường đi lối lại không có, vân vân. Thậm chí vấn đề môi trường, vấn đề vệ sinh đều là những vấn đề lớn sẽ đặt ra khi mà cái chất tải nhà ở nó quá lớn. Qua phân tích thực tế cho thấy, cần có thêm những giải pháp để đảm bảo việc xây dựng chung cư mini đáp ứng tốt nhu cầu nhà ở của người dân, nhưng cũng phải đồng thời đảm bảo công tác quản lý hành chính tại địa phương và đảm bảo sự phát triển bền vững của các thành phố lớn. Thưa ông, theo dõi cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta lại đặt ra một cái băn khoăn nữa, đó là vấn đề quản lý về các căn hộ chung cư mini. Theo ông thì cần có thêm những biện pháp nào để chúng ta có thể tăng cường được cái hiệu quả quản lý trong các trường hợp như vậy? Chúng tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta quy định cái điều kiện để cấp cái giấy chứng nhận cho cái người mua căn hộ chung cư mini ấy, thì nó cũng chỉ là một vấn đề. Một vấn đề nữa là chúng ta cũng nên phải có những cái quy định tiếp theo để xử lý. Một là các cái vi phạm đối với các chủ mà xây dựng nhà chung cư mini ấy, mà có cái vi phạm thì họ phải chịu cái chế tài, chứ không chỉ cái là xây dựng sai phép rồi vân vân, lấy tiền rồi nhưng mà không có trách nhiệm phủi tay cho những cái khách hàng của mình. Đấy là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là chúng phải tăng cường cái công tác tuyên truyền phổ biến để làm sao đó người dân có thể nhận thức được mình trở thành những người tiêu dùng thông minh. Có nghĩa rằng là gì? Trước khi mình đi mua nhà chung cư mini thì mình cũng phải tìm hiểu. Một là tự mình tìm hiểu các cái quy định của pháp luật để phòng ngừa cái rủi ro. Còn nếu mà không tìm hiểu được thì cần phải đến các văn phòng luật sư hay là các cái chuyên gia pháp lý để người tư vấn. Tiếp theo nữa là chúng ta cũng phải tăng cường cái công tác quản lý nhà nước bằng cách là thanh tra kiểm tra. Và đối với những cái trường hợp mà không đủ các điều kiện thì chúng ta kiên quyết là không cấp giấy phép. Đấy, thì nó mới từng bước được lập lại được cái trật tự trong cái quản lý. Và chúng ta cũng tăng cường cái công tác là xử lý đối với cán bộ công chức mà làm không hết cái trách nhiệm trong vấn đề thanh tra kiểm tra, thậm chí là cấp phép mà nó không đủ điều kiện. Vâng, như ông cũng vừa chia sẻ là chúng ta có rất nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại xung quanh cái chuyện mua và bán căn hộ chung cư mini. Vậy thì ông có lời khuyên gì đối với cả về phía người mua cũng như cả về phía người bán ạ? Cái thứ nhất là đối với những người mà đã, đang và sẽ có ý định là đầu tư xây dựng nhà chung cư mini ấy, thì theo chúng tôi ấy, thì chúng ta cũng nên có cái trách nhiệm cộng đồng, chúng ta giải quyết được cái lợi nhuận của mình. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm đối với cái người mua. Đấy. Thứ hai nữa là có cái trách nhiệm là thực thi pháp luật. Trách nhiệm ở đây nó thể hiện là anh phải tuân thủ quy định của pháp luật. Muốn tuân thủ được thì trước khi anh xây dựng anh phải tìm hiểu, còn nếu không thì anh phải nhờ tư vấn. Thế còn đối với cái người mà đi mua căn hộ ở chung cư ấy thì nên có sự tìm hiểu một cách kỹ càng, bởi vì đồng tiền mình bỏ ra tức là nó là mồ hôi nước mắt, cho nên là mình không thể ném tiền qua cửa sổ được, và cũng không nên là có một cái niềm tin mù quáng, niềm tin nội tâm. Trước khi bỏ tiền ra thì chúng ta phải trả lời câu hỏi liệu chúng ta mua cái căn hộ chung cư mini này thì sau đó chúng ta có được nhà nước cấp cái sổ hồng để bảo vệ quyền lợi hay không. Còn nếu như mà chúng ta cảm thấy là
có một cái gì đó mà chúng ta cảm thấy là chưa tin tưởng lắm thì chúng ta nên đi tìm các cái chủ đầu tư khác để tránh cái rủi ro của mình và nó không rơi vào cái tình trạng dở khóc, dở cười như là phóng sự chúng ta đã vừa nêu ra. Vâng, bán không được ở cũng không xong đúng không ạ? Vâng, nếu như chẳng may mà lỡ đang gặp tình trạng như vậy rồi thì ông có một cái lời khuyên nào đối với những người đang trong hoàn cảnh như vậy hay không? Và người ta sẽ phải có những cái khiếu nại gì lên cơ quan nào để có thể giải quyết được cái vấn đề của mình? Để giải quyết cái tình trạng này ấy, thì tôi xin trao đổi là cứ phải căn cứ vào hợp đồng. Đấy là cái câu chuyện. Bởi vì là cái người mua nhà ấy, thì ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mini với cả cái người bán. Trong cái hợp đồng đấy nó sẽ phải nói về cái quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm. Ví dụ như trong hợp đồng người ta nói là chủ căn hộ chung cư mini là phải có trách nhiệm là làm cái thủ tục về cấp sổ hồng cho cái người mua. Thì căn cứ vào cái câu chuyện đó thì đề nghị là người bán nhà là phải thực hiện. Trong trường hợp họ không thực hiện, chúng ta có quyền khởi kiện ra cái cơ quan tòa án, bởi vì đây nó là tranh chấp hợp đồng giao dịch về mua bán. Nếu như trong trường hợp mà hợp đồng không ghi rõ cái trách nhiệm của người chủ thì luật nhà ở, nghị định 99, nghị định 71, rồi là cái quyết định 27 ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội thì đều quy định rõ là trách nhiệm của người bán căn hộ chung cư mini là phải làm các thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho cái người mua. Chỉ trong trường hợp là khi người mua tự nguyện đi làm các cái thủ tục để cấp giấy thì người bán phải tạo điều kiện. Trong trường hợp nếu như mà họ không đủ tự tin thì họ có thể nhờ các cái văn phòng luật sư người ta đứng ra để người ta khởi kiện. Vâng, hy vọng rằng với những thông tin ngày hôm nay mà ông cung cấp và chia sẻ thì tất cả mọi người cũng đã có được một cái nhìn toàn diện hơn về cái cách an toàn để có thể sở hữu được một căn hộ chung cư mini để có thể an cư lạc nghiệp. Vâng. Xin cảm ơn ông với những chia sẻ ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến đây chương trình Pháp luật và cuộc sống ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.